Rộ nghi án Quang Dũng hẹn hò hot girl 9X xinh đẹp. Là người khá kín tiếng trong cuộc sống riêng, gần đây người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi thấy những hình ảnh thân mật của ca sĩ Quang Dũng bên hot girl 9X xinh đẹp. Và có lẽ điều khiến khán giả thích thú nhất là Ngọc Trâm cũng mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng, sang chảnh khá giống hoa hậu Jennifer Phạm, vợ cũ ca sĩ Quang Dũng. Từng tuyên bố không muốn yêu thêm lần nữa sau đổ vỡ hôn nhân. Thế nhưng, trong một bài phỏng vấn gần nhất, nam ca sĩ lại có những chia sẻ úp mở về chuyện tình cảm của mình. Yêu là điều chắc chắn phải có, bởi đó là tinh thần sống. Nếu chai sạn hoặc cảm thấy không có sự rung động con tim, điều đó có nghĩa tôi không còn là tôi nữa, Quang Dũng từng nói. Không lâu sau khi bài phỏng vấn đó xuất hiện, trên trang cá nhân của mình, cô nàng hot girl 9X Vũ Ngọc Trâm đã đăng tải hàng loạt những hình ảnh thân mật của cô với ca sĩ Quang Dũng. Điều khiến cư dân mạng chú ý là ngay sau đó, cô nàng 9X này lại mập mờ về chuyện yêu Nhạc Trình và thích những gì hoài niệm cổ xưa đúng mô típ ca sĩ Quang Dũng. Vũ Ngọc Trâm, cô bạn gái tin đồn của Sơn Tùng MTP và Decal, từng đóng MV Chắc Ai Đó Sẽ Về. Gương mặt xinh đẹp cùng diễn xuất của Ngọc Trâm khi ấy đã khiến rất nhiều người phải chú ý. Sau đó một thời gian, cô nàng trở thành tiếp viên hàng không của hãng Korea Air. Không ít người dành lời khen gọi đây là cặp trai tài gái sắc dưới những hình ảnh cô đăng tải với ca sĩ Quang Dũng. Liệu khán giả có thể hy vọng một hạnh phúc mới cho nam ca sĩ, nhất là khi Jennifer đã có hạnh phúc riêng? Lệ Quyên làm đám cưới với Quang Dũng ngay trên sân khấu. Tối ngày 11 tháng 8, đêm nhạc Mùa Thu Vàng của ca sĩ Lệ Quyên cùng các khách mời Thái Châu, Quang Dũng và Quang Lê đã được diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Tại concert này, Lệ Quyên hát những ca khúc được yêu mến của ba vị nhạc sĩ tên tuổi Vũ Thành An, Trần Thiện Thành và Lam Phương. Giọng ca Lệ Quyên cùng các khách mời Thái Châu, Quang Dũng và Quang Lê đều thể hiện thành công với giọng hát ở phòng độ cao. Trong khi đó, không gian dựng sân khấu và âm nhạc đều được đánh giá rất cao với sự đầu tư chịu chơi lớn của ban tổ chức, đặc biệt là đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng, con trai của nhà báo Lại Văn Sâm. Với sự đầu tư 4 tỷ đồng, ban tổ chức Mùa Thu Vàng đã phục dựng lại một hình bóng Hà Nội xưa cũ của thời bao cấp, nghèo khó nhưng đầy ắp tình người. Để làm nên điều đó, ekip chương trình đã mời đến nhiều họa sĩ với tên tuổi hàng đầu để tái hiện lại một hình ảnh Hà Nội đầy hoài niệm của những năm tháng xưa cũ. Trong khung hình Mùa Thu Buồn và những bản bolero đầy sâu lắng, sân khấu của đêm nhạc là một điểm nhấn cực thú vị với sự bài trí tinh tế, đơn giản nhưng gợi nhiều kỷ niệm. Hình ảnh người bán nộm với tiếng kéo lẹt chẹt hay chiếc tàu điện leng keng, tiếng pháo nổ đi đùng trong ngày vu quy khiến khán giả liên tưởng đến một thời quá vãng, đẹp, buồn nhưng tràn ngập kỷ niệm và sự thi vị. Lồng ghép trong bối cảnh đó là câu chuyện như cuộc đời của một người đàn bà với những cung bậc của tình yêu, nhiều sóng gió, của sự nghiệp và cuộc sống nhiều thăng trầm, biến động. Với ba vị nhạc sĩ nổi tiếng, đêm nhạc được chia làm ba chương rõ rệt. Chương 1 là những ca khúc của nhạc sĩ Vũ Thành An như bài không tên số 3, bài không tên số 8, bài không tên cuối cùng. Khách mời nam phụ trách chương 1 cùng Lệ Quyên là ca sĩ Quang Dũng. Trong chương này, Quang Dũng và Lệ Quyên đã hóa thân thành một cặp phu thê trên sân khấu. Lệ Quyên hóm hình trêu đùa. Giá mà điều này thành sự thật ngoài đời. Giọng ca của Quang Dũng vẫn nồng nàn và nhận được nhiều sự yêu mến, đón nhận của khán giả. Chương 2 là phần thể hiện những ca khúc của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, vốn đem lại cho Lệ Quyên sự yêu mến từ phía khán giả với nhiều bản hit trong thời gian qua như Hòa Trình Nữ, Hàn Mặc Tử. Khách mời trong chương 2 là danh ca Thái Châu cũng tạo được nhiều dấu ấn. Với vị nhạc sĩ cuối cùng, Lam Phương, Lệ Quyên dành hẳn một chương dài nhất, lớn nhất để thể hiện những bài hit của ông như Thành Phố Buồn, Cỏ Úa, Một Mình. Trong chương này, Quang Lê cũng nhận được sự ủng hộ rất lớn khi anh thể hiện solo thành công những ca khúc như Ngày Buồn, Em Là Tất Cả, Chuyện Hẹn Hò. Quang Lê tâm sự, anh chạy sâu nhiều nhưng mỗi lần đến Hà Nội lại cảm thấy nơi đây thật bình yên và gần gũi vì khán giả dành cho anh sự chào đón vô cùng nồng nhiệt. Quang Dũng đón tuổi 44 bên mẹ và bạn bè.
Hà Kiều Anh, Xuân Lan, Lệ Quyên thổi nến mừng sinh nhật ca sĩ Quang Dũng, sinh năm 1975, tối 8 tháng 8 ở thành phố Hồ Chí Minh. Ca sĩ cho biết, sinh nhật năm nay của anh có nhiều món quà tinh thần ý nghĩa. Lần thứ hai, anh được đón tuổi mới bên mẹ kể từ khi rời quê ở Bình Định lên Sài Gòn lập nghiệp. Đầu năm ngoái, bố Quang Dũng qua đời. Anh đón mẹ 78 tuổi vào thành phố Hồ Chí Minh sống chung ở biệt thự 400m². Nhiều nghệ sĩ thân thiết với Quang Dũng góp mặt ở tiệc như diễn viên Hiền Mai, ca sĩ Xuân Lan, Hà Kiều Anh, Thu Hoài. Vợ chồng Cẩm Vân, Khắc Triệu, ca sĩ Lệ Quyên, Quốc Thiên đều lên sân khấu hát tặng Quang Dũng và thổi nến cùng anh. Trước đó, nhân mùa Vu Lan, Quang Dũng thực hiện 10.000 CD ca dao mẹ và tặng cho các chùa để lan tỏa lòng hiếu đạo. Ca sĩ thực hiện CD trong 3 tháng, anh nói, tôi biết ơn khi được các sư thầy, fan ủng hộ và động viên khi thực hiện CD này. Anh và mẹ đã đến chùa Vĩnh Nghiêm để trao số đĩa cho sư trụ trì tặng lại các Phật tử. Ca sĩ nói nếu có mạnh thường quân tài trợ, anh muốn in thêm đĩa để biếu cho mọi người. Quang Dũng tên thật là Thái Văn Dũng, sinh năm 1975 ở Bình Định. Anh thành công với dòng nhạc trữ tình, nhạc tiền chiến, trong đó có nhạc Trịnh Công Sơn. Anh từng ra các album Biển Nghìn Thù Ở Lại, Bên Đời Có Em, Ru Mãi Ngàn Năm, Hoài Niệm Dấu Yêu, Hoa Có Vàng Nơi Ấy, Gợi Giấc Mơ Xưa, Tình Khúc Cho Em. Từ sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Hoa hậu Jennifer Phạm, ca sĩ vẫn độc thân hỗ trợ vợ cũ chăm sóc con trai Bảo Nam. Con trai Lại Văn Sâm mệt nhoài tổng duyệt âm nhạc cho dâu Lệ Quyên. Tối 10 tháng 8, đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng, con trai MC Lại Văn Sâm đã có buổi tổng duyệt cho live concert của ca sĩ Lệ Quyên. Được biết, đây là một trong những lần hiếm hoi Lại Bắc Hải Đăng nhận lời làm tổng đạo diễn một đêm nhạc thương mại của showbiz Việt. Chia sẻ với truyền thông, đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng cho biết anh là một người hâm mộ giọng hát của Lệ Quyên từ lâu. Chính vì thế, khi được Lệ Quyên ngỏ lời mời hợp tác trong concert, Lại Bắc Hải Đăng đã ngay lập tức sắp xếp công việc vốn rất bận rộn ở đài truyền hình để tham gia với vị trí tổng đạo diễn. Đêm nhạc dưới bàn tay của Lại Bắc Hải Đăng được đầu tư số tiền lên tới 4 tỷ đồng với nhiều hạng mục đặc biệt chưa từng có. Ekip sẽ đưa một chiếc tàu điện trị giá hơn 100 triệu đồng lên sân khấu nhằm tái hiện một thời xa xưa của thủ đô. Ekip phải dựng một chiếc tàu mới có kiểu dáng giống những chiếc thời bao cấp, nó có thể di chuyển được. Toàn bộ chi phí cho việc dựng tàu lên tới hơn 100 triệu đồng, đại diện ekip sản xuất tiết lộ. Không chỉ đầu tư hoành tráng về mặt hình thức, đêm nhạc còn được chăm chút kỹ lưỡng về mặt âm thanh. Nam đạo diễn nổi tiếng tiết lộ, khán giả đến với đêm nhạc của Lệ Quyên sẽ được trải nghiệm cảm giác như ngồi nghe nhạc trong khán phòng nhà hát châu Âu. Ekip sản xuất sẽ đưa vào công nghệ âm thanh phòng thu với những chiếc mic cao cấp giúp truyền tải âm thanh được trung thực, ấm áp và mượt mà nhất. Lại Bắc Hải Đăng cho biết, áp lực của anh là làm sao làm nên một đêm nhạc hoàn hảo nhất bởi Lệ Quyên vốn là một ca sĩ hiện đang được yêu mến tại Hà Nội. Khán giả của Quyên khó tính và rất tinh ý, đó là điều khó khăn, anh nói. Yeah.